côn trùng gây hại cây trồng vẫn là một nỗi đau đớn khiến bao nhiêu bà con nông dân phải thổn thức cả đêm. Cụ thể hơn đó chính là nhện, với đặc tính sinh sản rất là nhanh, nên nếu không ngăn chặn kịp thời, chúng sẽ lây lan và ảnh hưởng đến cả khu vườn. Vậy nên, tiêu diệt chúng một cách nhanh nhất có thể để tránh tình trạng ảnh hưởng nặng nề tới cây trồng. Hãy sử dụng ngay sản phẩm Spider 240 SC. Đây là thuốc trừ nhện với thế hệ mới nhất, duy nhất và tốt nhất ở Việt Nam. Cơ chế đặc biệt của hạt chất mới giúp Spider 240 SC diệt trừ tốt các loại nhện, kể cả nhện đã kháng thuốc. Khi sử dụng đúng cách, hiệu lực đạt trên 95%, hiệu quả kéo dài tới tận 20 ngày. Spider 240 SC có tác dụng lưu dẫn, thấm sâu, hiệu quả cao, đặc trị nhện đỏ gây hại trên cây ớt, cây cam. Đặc biệt, liều lượng sử dụng như sau: 0,05 lít trên 1 hecta, cách dùng lượng nước phun 500-600 lít trên 1 hecta, phun khi mật độ nhện từ 3-5 con trên 1 lá. Cách pha như sau: 100ml đến 150ml cho phi 200 lít nước. Thời gian cách ly là 7 ngày. Quý bà con nào mà mình có thể muốn mua, mình có thể liên hệ số hotline 0776 400 038 được tư vấn và mua hàng chính hãng, hoặc truy cập vào website kỹsuhuy.vn để biết thêm nhiều thông tin hữu ích hơn nữa nhé.